Chào buổi tối cả nhà. Phương Thi mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thi Cuộc Sống Mỹ. Thì cả nhà ơi, cái video này là cái video thứ hai khi mà vợ chồng Phương Thi đi cắm trại ở hồ Nam Hồ Đêm á các bạn. Hồ này cách nhà Phương Thi khoảng 1 tiếng lái xe, 1 tiếng 15 phút lái xe. Thì cái video trước hai vợ chồng ăn uống xong xuôi thì mình mới đi tắm xong các bạn. Sẵn thấy còn hơi sớm á cho nên là Phương Thi ship cái liều để mình tắm lại luôn, để lên trên xe cho gọn, để sáng mai á, chừng nào mình về á, mình dọn cũng nhanh hơn á các bạn. Bây giờ tắm xong á, cảm thấy rất là thoải mái luôn. Hiện giờ bên Phương Thí là 10 giờ 25 phút, gần 10 giờ rưỡi tối á các bạn. Thời tiết á thì rất là đẹp, không có gió nè, không lạnh nè. Rồi nói chung là nó dễ chịu lắm các bạn, cũng không nóng luôn nữa, cho nên rất là dễ chịu. Phương Thí bắt cái ghế ra đây, cái bắt đầu mình ngồi ngoài này. Phương Thí ngắm trăng ngắm sao đã ăn tăng rồi cái Phương Thí mới nhớ sực để hồi Phương Thí mở cái video lên để chào cả nhà mình. Sau đó Phương Thí sẽ bắt đầu cái video thứ hai, cái ngày đi cắm trại của mình từ tối hôm nay đến sáng mai á, thì Phương Thí kết thúc cái video. Các bạn biết tại sao không? Tại do là ngày mai á, Phương Thí cũng tranh thủ về sớm á các bạn. Tại anh xã mình có hẹn bác sĩ răng sớm á, cho nên là sáng mai chắc không có nấu nướng gì đâu, thức dậy uống cà phê dọn liều cái đi về hả. Cho nên cái video hơi ngắn. Cho nên Phương Thí tối nay mình làm cái video chào săn cả nhà mình tí xíu, rồi nằm chơi ở ngoài đây, hưởng cái không khí trong lành thoáng mát của mặt hồ các bạn. Ở ngoài trước Phương Thí là cái hồ mình không có thấy được tại vì tối rồi, nhưng mình có thể nghe được cái tiếng sóng vỗ các bạn. Rất là dễ chịu và thoải mái luôn, Phương Thí rất là thích. Anh xã mình thì do là anh thích câu cá các bạn, cho nên là anh gọi đèn pin, anh đi vòng vòng ngoài trước này nè, để anh coi cái cá cần câu có cá ăn được không. Còn Phương Thí thì mình không có mê câu cá nữa, cho nên là mình ra đây mình ngồi mình ngắm trăng ngắm sao. Ở đây thì mạng không có nhiều cho nên là cũng không có sử dụng cái mạng điện thoại nữa các bạn. Nhằm khi Phương Thí nghĩ nó cũng một trong những cái điều tốt, lâu lâu mình nên ngưng sử dụng điện thoại hoặc là những cái mạng internet một thời gian, thì mình cảm thấy người của mình nó thoải mái hơn các bạn, không có bị lệ thuộc vào cái mạng internet, mạng di tính. Cho nên lâu lâu đi cắm trại rồi hòa mình vào thiên nhiên giống như thế này Phương Thí cảm thấy rất là thích luôn. Chưa có buồn ngủ cho nên là ra đây ngồi chơi với cả nhà mình. Và đây là em gấu, lần nào Phương Thí đi cắm trại cũng đem theo hết trơn á, tại vì mình thích cái này lắm, thích dữ lắm luôn. Cho nên là tối nay Phương Thí ginh ra đây cho em gấu này ở đây ngồi chơi Phương Thí tí xíu, lát chừng nào đi ngủ mình ginh ngược vô. Để mà cả nhà mình uống cái này là nước táo á các bạn, nước ép táo á, để sáng giờ lạnh lắm luôn á. Uống miếng nước táo đi, đằng tối cho dễ ngủ chút xíu các bạn. Mở không ra luôn. Ok. Rồi mời cả nhà mình nha. Thoải mái quá. Ở ngoài này á, thì Phương Thí không thấy muỗi, nhưng mà mùa hông hơi bị nhiều nha các bạn. Mùa hông nhiều lắm. Phương Thí để đặt cái máy quay bên đó đó, nhưng mà các bạn thấy á, trong cái màn hình á, nhiều cái con mùa hông nó bu ngay cái máy của Phương Thí, tại nó có cái đèn á các bạn, hơi sáng sáng á, cho nên mùa hông bu hơi nhiều. Có cá không xã? Kỳ vậy, kỳ vậy. Bữa nay bạn dở rồi bạn ơi. Hồi nãy tắm xong á các bạn, cảm thấy nó thoải mái lắm luôn kìa. Do hồi sáng giờ á, mình lo mình dựng liều nè, nướng đồ ăn nè, rồi nói chung là mình hoạt động ngoài trời các bạn, cho nên là mùi hôi đổ ra rất là nhiều. Tắm lên xong cái cảm thấy giống như người nó thoải mái dễ chịu lắm, rồi không khí nó mát mát nữa, rất là dễ chịu luôn. Hồi chiều á, thì Phương Thí thấy á, cái mấy người hàng xóm ở đây nè các bạn, cách cũng hơi xa đó, thấy vậy chứ cũng xa lắm các bạn. Người ta có mở nhạc hơi lớn á, rồi bây giờ thấy hơi tối tối đó người ta tắt nhạc. Cũng lịch sự các bạn, cái đó là lịch sự chung á. Mình không làm ồn người ta, người ta cũng không làm ồn mình. Tại vì đa số những người đi cắm trại á, người ta thích cái cảm giác được tự do, người ta thích cái cảm giác được giống như là yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên, hưởng cái không khí trong lành nè, yên tĩnh nè, mát mẻ của mặt hồ đồ, cho nên người ta mới ra đây cắm trại. Cho nên là những người đi cắm trại hiểu được cái cảm giác với nhau á, cho nên người ta không có làm phiền nhau. Phương Thí rất là thích điều đó luôn. Bởi vì mình thích cắm trại trong rừng giống như thế này hơn là cắm trại ngay cái bãi cắm trại các bạn. Tại vì cái bãi cắm trại các bạn biết là giống như rất là nhiều người trong một khu luôn. Biết là người ta không có phiền gì mình, nhưng mà mình nhầm khi
mình đốt lửa trại, hoặc là mình nướng đồ ăn, hoặc mình làm cái điều gì đó, nhưng khi mình làm phiền người ta không chừng nữa. Cho nên là đi ra ngoài này Phương Thí cảm thấy mình khoái hơn, mình dễ chịu hơn. Uống xong nước táo này chắc Phương Thí đi ngủ quá. Bữa nay bên Phương Thí có trăng nha các bạn. Trăng tuy không có tròn nhưng mà nếu mà mình tắt đèn á, nhìn vẫn thấy cái ánh trăng nó sáng sáng. Ở chỗ Phương Thí ở là do mình ở trong thành phố các bạn, cho nên nó là đèn đuốc thì rất là nhiều, ít có khi nào mà mình nhìn thấy được sao nè, trăng nè, ít lắm. Tại vì mình ở trong thành phố đèn đuốc nhiều lắm, mình không có để ý tới cho nên mình không thấy. Còn ra ngoài này thì bốn bề tối thui tối hù à, cho nên là mình nhìn rất là rõ những gì sao, rồi mình nhìn cũng rất là rõ trăng đâu luôn á các bạn. Cho nên rất là thích. Trai đàn con mình á, đặt rồi á, là nó đi chung với vợ chồng Phương Thí đi ra cái hồ gần nhà, cái hồ Farmington Lake á, thì nó ra Phương Thí hỏi là có chán không, nó nói không, hỏi đi nữa không, nó nói đi, nhưng mà không biết sao á, cái giờ hỏi nó đi không, nó nói thôi mẹ với đó đi rồi con ở nhà. Phương Thí cũng không ép nữa, thích thì đi, không thích thì thôi. Mình á thì mình muốn dẫn con mình đi ra ngoài và mình với thiên nhiên, rồi giống như là ra săn đồ, các bạn chơi đồ, chứ không có thích con mình ở nhà mà giống như đi học á, nó đã học trên cái máy vi tính đó là nguyên ngày rồi mà về không có chuyện gì làm, cho nên là nó chỉ có chơi game trên cái máy vi tính suốt thời gian đó luôn. Phương Thí không có thích, mình cảm thấy cái đó giống như là nó không có lành mạnh đó các bạn. Cho nên là khi mà những cái hoạt động ngoài trời giống như đi cắm trại nè, hoặc đi chơi chỗ này chỗ kia, Phương Thí ưa rủ con mình lắm. Nhưng mà mình không có ép các bạn, mình để cho con mình tự quyết định. Thích đó thì con đi theo mẹ với đó đi với cha đi chơi. Còn nếu mà không á thì cũng không ép các bạn. Mỗi người có mỗi sở thích, mình không có thể ép nó được. Con nít ở bên đây là vậy, mình phải tôn trọng quyền riêng tư đồ của nó đó, cho nên là mình cũng không có ép nữa. Nhầm khi mình cũng dụ đi con ra ngoài rồi mẹ cho con tắm hồ, hoặc là mẹ nấu cái này món ngon yêu thích. Nói chung là mình cũng dở 47-49 cách thuyết phục đó. Nhưng mà có khi nó đi, có khi nó không đi. Thì không đi thì thôi. Không có ép được. Ủa cái cây củi của ông xã bên bển còn cháy không? Khói lên dữ vậy trời. Dễ chịu quá. Lần nào đi cắm trại đó, cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian Phương Thí thích nhất luôn á. Ăn uống xong xuôi hết trơn rồi, trại dựng xong xuôi hết trơn rồi, cái khoảng thời gian này mình chỉ nằm, hoặc là mình ngồi mình hưởng cái không khí mát mẻ trong lành, với lại mình hưởng được cái sự yên lặng đâu á các bạn, yên tĩnh đâu á. Mình thấy rất là vui luôn, khỏe gì đâu á. Sau một ngày hoặc là một tuần làm việc mệt mỏi á, Phương Thí thích đi xả giống như thế này nè các bạn. Cảm thấy mình nạp đầy đủ năng lượng để cho một cái tuần mới làm việc. Thì Phương Thí thấy như vậy rất là tốt luôn, mình rất là thích luôn á cả nhà. Một chút xíu á, chừng nào mình đi ngủ á, là cái dàn đèn đó Phương Thí chắc tắt bớt các bạn, cho nó tối lại chút xíu cho dễ ngủ. Tại bây giờ còn thức nè, cho nên Phương Thí để cái đèn đó cho nó đẹp, cho nó sáng. Chứ chút xíu chừng nào mình đi ngủ á, thì chắc Phương Thí để một cái đèn này. Nhưng mà mình sẽ dặn lưu lại hơi nhỏ lại tí xíu, để cho dễ ngủ á các bạn. Hôm bữa đó đi chung với trai đành á, nửa khuya đó thì có hơi sốt sốt ruột, hai mẹ con ra nấu mì. Bữa nay trai đành không có đi, hồi chiều mình ăn đó, nói chung là nó kêu sao ta, đói bụng các bạn cũng đói bụng, ăn thịt nướng ăn cũng ngon mà mình gói đâu có 2 cuốn 3 cuốn gì hả. Cái thịt nướng đó hồi cái video trước Phương Thí quay đó là tự nhiên cái nó non ngang hả, thịt với bún á vẫn còn các bạn, chưa ăn hết nữa mà còn kìa. Để coi tối nay nếu có đói bụng á thì ra ăn nữa, không á thì để đó ngày mai đem về luôn. Mà hên xui, nếu mà xiên thì ra làm, còn làm biến thì thôi luôn các bạn ơi. Phương Thí rất là thích uống cái nước táo các bạn. Cái nước ép táo đó, chua chua, ngọt ngọt, dễ chịu lắm. Không biết có cá không mà Phương Thí thấy anh xã mình dục nghe cái tiếng gầm ở ngoài kìa. Chắc không có cá đâu. Anh xã mình á thì thích đốt cái lửa trại các bạn. Cho nên là cái củi hồi chiều Phương Thí nướng thịt xong đó, cái anh kiếm thêm mấy cây củi anh để vô anh đốt. Bởi vì cả nhà mình thấy cái khói nó bay á, là do anh cái nồi đó đó, cái lò nướng đó đó, anh đang để củi vô để cho nó cháy, có cái khói anh ấy ấm ấm. Ở đây người ta nói con lion là con cái gì, lion anh kia sao, sư tử hả? Không có cái con gì mountain lion hả? Ở chỗ này có nè đúng không?
muốn nó có đó. Mấy người khách em biết đó, nói trong đây, trong Nam Hồ Đêm của mình có đó, có con Mountain Lion hay kia bẩn gì qua này. Rồi con sư tử núi hả? Trong trong cái hồ này nè các bạn, trong cái hồ Navajo Dam này nè, Navajo Lake này nè, Phương Thí có nghe nhiều người nói là người ta thấy gấu này, rồi người ta thấy con sư tử núi nữa các bạn, thấy có đó. Mà mình đi hồi đó giờ mình đi tàu, mình đi vòng vòng á thì mình không có gặp, không có thấy, nhưng mà người ta thấy nhầm người, người ta báo lên á là người ta thấy. Hôm vô liều à. Thôi đi ngủ các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngủ nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng ngày mai nha. Chúc cả nhà mình có một đêm an giấc. Chúc ngủ ngon. Rồi các bạn ơi, bên Phương Thí hiện giờ là gần 12 giờ rưỡi. Nhưng mà do là ngủ không được đó các bạn, cho nên là làm cái gì bây giờ? Mình sẽ ra đây để mình nấu cháo nha các bạn. Hôm bữa đó ngủ không được, lúc mà mình đi cắm trại với chai đành đó, thì Phương Thí nấu mì. Nhưng mà cái mì đó thì anh xã mình không có thích. Phương Thí ăn thôi chứ anh xã mình không có thích. Cho nên là hôm nay Phương Thí sẽ nấu cháo. Mình sẽ nấu cháo nghêu nha. Bây giờ bắt cái nồi nấu cháo trắng trước thì các bạn ơi. Sau đó thì Phương Thí sẽ xào cái con nghêu để mình để vô cháo của mình. Vô gạo cho sạch, xong cái nấu cháo cho nó thơm các bạn ơi. Cái này Phương Thí nấu cũng ít, chắc nấu chừng 2 tô, 2 vợ chồng thôi. Nấu bằng cái bếp ga cho nên là Phương Thí sử dụng lò ga nha các bạn. Rồi, đậy nắp lại đi, cho nó nhanh, cho nó nhanh sôi. Còn trong thời gian đó thì Phương Thí sẽ bầm tỏi với lại mình sắc hành rồi để sẵn đó các bạn. Để lát chừng nào cháo mình được thì Phương Thí sẽ xào cái phần nghêu của mình. Tại do cái nghêu Phương Thí mua đó là mình mua nghêu mà người ta đã chế biến rồi, người ta đông đá trong tủ lạnh đó các bạn. Cho nên đó là mình chỉ cần xào sơ lên cho thơm, cái mình để vô cháo là ăn được à. Mình có đem ở đây một cái củ tỏi á các bạn, với lại củ hành nữa. Nhưng mà Phương Thí chắc sử dụng tỏi thôi, mình không có sử dụng cái củ hành đâu. Đây là cái phần nghêu mà Phương Thí mua các bạn. Mình cái này nghêu này thì người ta để trong đông đá. Rồi khi mà người ta làm đông đá thì người ta đã làm sạch, làm chín luôn rồi các bạn. Cho nên là một chút xíu là Phương Thí chỉ cần để cái phần nghêu của mình vô, mình xào lên cho thơm một cái để vô cháo là ngon rồi các bạn. Phương Thí lấy sẵn để ra đây ha. Bây giờ thì Phương Thí sẽ sắc tỏi nè, với lại cái phần hành lá rồi của mình sắc sẵn cho luôn các bạn rồi. Để một chút xíu chừng nào xào cái mình để cho mình xào luôn à. Cái này thì Phương Thí chuẩn bị ở nhà trước. Mình chuẩn bị ở nhà trước á, cho nên tại vì Phương Thí tính là sáng thức sớm á thì mình sẽ nấu cháo, hai vợ chồng ăn cháo rồi uống cà phê, sau đó mới dọn dẹp về. Nhưng mà anh xã Phương Thí nói là do là ngày mai anh có hẹn sớm á, sợ về rồi tắm rửa nghỉ ngơi tí xíu là anh có hẹn làm găng, cho nên là Phương Thí phải về sớm, tranh thủ về sớm các bạn. Cho nên bây giờ sốt cuộc thôi, Phương Thí đem ra mình nấu cháo tối nay mình ăn luôn. Cháo có hành này để vô thơm lắm luôn nè. Mình sẽ coi cái nồi cháo của mình nha. Sơ sơ nó lên, tại Phương Thí sợ nó bị dính cái đáy của cái nồi á các bạn, cho nên Phương Thí sẽ hơi sơ sơ lên giống như thế này. Bây giờ gió thì nó cũng hơi lạnh hơn hồi nãy chút xíu các bạn. Hồi nãy thì nó sẽ hơi mát mát, tắm xong mà còn cảm thấy nó mát mát dễ chịu lắm. Còn bây giờ thì gió nó sẽ hơi lạnh nhẹ xuống tí xíu. Một hồi hơi lạnh lạnh gì nè. Mà có một tô cháo nghêu á, mình húp hít hà chắc ngon lắm cả nhà ơi. Mai là mùa hè đó, có mấy tháng á, đi cắm trại gì, ăn khuya gì. Nó mập mùa hè tới mùa đông cái không có đi cắm trại được, nó ốm lại các bạn. Chứ để mùa hè mà lúc nào đi cắm trại cũng ăn khuya giống như thế này. Mà mùa hè kéo dài chắc mập lắm luôn á cả nhà. Định một ngày không điện thoại mà nó không được. Có nghĩa là ông Sao đang bị ghiền. Có nghĩa là ông Sao đang bị ghiền. Ông Sao ghiền mạng internet đó. Tại sao không được? Bình thường thôi mà. Hồi đó không có điện thoại, không có gì hết trơn, cũng bình thường mà. Hồi đó thôi nào. Cái hồi anh nhỏ nhỏ đó, anh làm gì có tiền anh mua điện thoại. Có cái vô tiếng, có cái tivi coi là mừng quá chứ. Thì cũng có sao đâu, anh cũng sống nhăn gần sống tới giờ này luôn đó, có sao đâu.
mà giờ nó không có điện thoại không được. Rồi cái cháo của mình nó đã nở rồi các bạn, cho nên là bây giờ Phương Thí sẽ để xuống nha. Mình sẽ để cái cháo của mình xuống đây, đậy nắp lại đi cho cái phần cháo của mình nó nở ra. Trong thời gian đó đó thì Phương Thí sẽ đi xào cái phần nghêu của mình các bạn ơi. Rồi bây giờ bắt cái chảo lên, cho vô đây tí xíu dầu ăn. Phương Thí nghĩ là cái nhà bên kia đó, người ta cắm trại với các bạn, người ta đã ngủ hết trơn rồi đó. Nhưng mà vợ chồng Phương Thí do chưa có buồn ngủ, vô nằm rồi nhưng mà chưa có ngủ được, cho nên mình ra mình thấy sốt sốt cuộc, cho nên Phương Thí mới nấu cháo nè. Ăn cháo vô cái chắc là đi ngủ được đó. Hồi nãy tính chào cả nhà mình đi ngủ, nhưng mà chào xong rồi lăn tới lăn lui không ngủ được, cho nên thôi ra đây ngồi hưởng thụ cái không khí này, nấu miếng cháo, húp cháo xong nhìn trời nhìn mây chút xíu trên đầu rượu đi, rồi mình thấy vô mình ngủ ha cả nhà. Rồi phần tỏi của mình đã thơm, bây giờ Phương Thí dặn nhỏ lửa lại xíu để khi mà mình cho cái phần nghêu vô nó không có, nó bớt văng đó các bạn. Đó, có cái mùi tỏi lên cháy cái nghêu này cái là nó thơm phức liền. Rồi cái phần nghêu của mình Phương Thí thấy là bây giờ nó đã thơm lên rồi các bạn, nó đã thơm, nó đã nóng, nó thơm lên rồi. Bây giờ Phương Thí sẽ bắt lại cái nồi cháo lên nha, để mình để cái hành nghêu này vô. Cho hết cái phần nghêu này vô nha. Cái nước nghêu này nó ra đó, nó làm cái cháo mình rất là ngọt luôn á cả nhà. Rồi bây giờ Phương Thí sẽ nêm cháo nha. Phương Thí có đem theo bọc hạt nêm á, cho nên là mình sẽ nêm vô đây tí xíu hạt nêm. Chỉ nêm hạt nêm thôi các bạn, tí xíu Phương Thí cho tiêu vô nữa là xong rồi, chứ Phương Thí không có nêm nếm gì gọi là cao siêu hết trơn á, tại vì cái phần nghêu của mình nó ra nước rất là ngọt rồi. Wow, thơm quá. Phương Thí thấy được rồi các bạn, cho nên là bây giờ Phương Thí sẽ cho hết cái phần hành lá nè, rồi thêm cái phần ngồi gí mà mấy cọng hồi nãy Phương Thí sắc sẵn đó, mình cho vô luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô đây một tí xíu tiêu nha. Trời, nãy nấu cái nồi cháo nhỏ xíu xíu, sao giờ nó ra nhiều dữ vậy ta. Wow, rồi rất là ngon luôn các bạn ơi. Bây giờ đã xong, Phương Thí sẽ quay gần lại cho cái máy cho cả nhà mình xem cái nồi cháo của Phương Thí nha. Sau đó mình sẽ mời cả nhà mình cùng ăn khuya, no, ăn sáng. Ăn khuya sáng, tại vì bây giờ là gần 1 giờ các bạn, 12:45. Gần 1 giờ sáng rồi, cho nên là không thể ngủ ăn khuya được. Tại vì qua giấc khuya rồi, mà sáng thì cũng chưa thật sự là sáng, cho nên là khuya sáng nha cả nhà. Bây giờ Phương Thí sẽ đưa cái máy gần lại nha. Wow, cả nhà ơi, thơm lắm luôn. Đây là cái nồi cháo nghêu Phương Thí vừa nấu xong, sôi bốc khói nghi ngút luôn. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra tô nha, sau đó mời cả nhà mình cùng ăn chung với hai vợ chồng nha. So, ông sẽ ăn ăn cái gì? Ông sẽ ăn cái gạo dưới không? Salad ta. Mình sẽ ngắt vô đây một tí xíu gạo các bạn. Phương Thí ăn cháo hay ăn bất cứ món gì các thích ăn gạo, cho nên mình sẽ cho vô đây tí xíu gạo, xong đó mình chan cháo vô. Rồi. Để ngồi 5 phút mới ăn. Bỏ tiêu vô nếu mà bạn muốn. Cái nghêu này ngọt lắm luôn. Con này giống như con dọp nhỏ không sao? Nghêu là nghêu, với dọp là dọp chứ. Nhìn nó giống như con dọp vậy đó. Sao giống được rồi hả? Nghêu là nghêu, dọp là dọp chứ. Con nghêu đâu phải là con dọp anh em. Ok. Mà anh cũng đâu gần gì, em chỉ thấy thôi, em thấy trên mạng thôi, chứ em đó em chưa biết con nghêu con gì. Con nghêu nữa, con màu trắng trắng bắt Úc á, đặc rồi em về Việt Nam mà có đi bắt á, đi ra biển bắt. Có cái kinh, có cái Facebook nào anh lướt em thấy nó luộc con nghêu nữa, nó luộc nó vớt ra. Rồi, Phương Thí mời cả nhà mình cùng ăn chung với Phương Thí nha. Nó ngọt quá, ngọt nữa. Cái nghêu này ra nước ngọt, em chỉ nêm hạt nêm thôi đó. Ở Sài Gòn không sao, nếu ban đêm nửa khuya giờ 1 giờ 2 giờ sáng á sao, người ta vẫn bán cháo không sao, vẫn bán cháo rồi cháo khuya rồi luôn á. Ở Sài Gòn nhà đó bắt trước bên Singapore bán cháo ếch rồi, ban đêm đó Singapore cháo ếch mắc tiền lắm nhỉ. Wow, nhiều nó cháo ngon quá cả nhà ơi, ngon lắm luôn á.
Nam mình đi ăn cháo ếch. Bỏ gần trăm đô ăn biết nào hết về cháo ếch. Ở bên Singapore đi ăn té không đám, đi ăn chả trả gần 500 đô. Ba Singapore bắt mắt không sẽ ăn con cua gì nè, nó gam tiêu gì bà xã ăn con 50 đô á. Cua gam tiêu á. Tại sao người ta bắn mắt vậy ta? Mình nó không có cua hay hay sao ta? Mà. Mà đồ ăn fast food nó có nhiều cái rẻ đó, hộp gì cũng rẻ, cũng 7-8 đồng. 7-8 đồng hay 9-10 đồng tiền Singapore, 7-8 đồng tiền Mỹ. Thì nó cũng rẻ hơn Mỹ mình á. Nhưng mà chỉ có mấy cái món cháo thôi. Cái sầu riêng nữa, sầu riêng nó làm trên đường cho mình ăn ngon lắm. Mình đo với giá Việt Nam mình thì nó mắc. Việt Nam mình sầu riêng cũng ngon nữa. Có đợt, mỗi năm em về Việt Nam là ngay tháng này nào sao? Là mùa sầu riêng, mùa măng cụt với mùa chôm chôm. Không bằng của Singapore rồi đó. Không đâu mấy sầu riêng ở đâu á. Tiễn mà nó bán hơn, lực ăn mắc. Ngon lắm. Nó làm sẵn cho bà xã luôn, nó lại là lột sẵn ra. Cái năm em về mà ngay cái đợt mà mùa chôm chôm, em vô tới vườn chôm chôm hái luôn, lần đầu tiên em hái luôn á trời. Em leo trên cây ở trên luôn. Hái tại vườn, ăn tại vườn luôn. Hái ra xong cái em sẽ muốn đem về cái người ta căn ký, người ta bán cho anh. Cũng như khỉ, như leo cây luôn mà. Còn leo cây mấy khỉ, người leo cây không được hả? Người ta Việt Nam, người ta quay leo quen á, không có gì leo cây. Em leo vẫn chạy tay chạy chân á. Ủa sao nhà cha mẹ mình không hè là không trồng mấy cây dừa rồi, không trái rồi trời. Lúc trước có trồng. Dạ, không biết sao. Việt Nam mà trời nắng uống nước dừa là ngon nhất. Em nói mẹ với cha trồng trái cây đi. Trồng cái trái nào mà nó dễ thu hoạch đó, khoảng 1 năm 2 năm có trái rồi đó. Dừa trồng cũng lâu lắm nha. Cái dừa mà trồng muốn có trái chắc lâu lắm trời, chắc có chục năm đó trời. Không biết. Trồng cây nó nhỏ xíu, biết lâu nó mới được bự lên trên. Nhầm giống dừa nó, nhầm giống dừa nó lùn xịt. Có đứng, nhầm khi em đứng bằng cây dừa luôn mà trái lừ hết trơn á. Nhưng mà bao lâu nó mới được cái thân cây dừa đó. Cây dừa lâu có trái lắm rồi sợ. Thì cái dừa sẽ coi một năm đâu lắm. Lớn nó có cây chuối thì nó mau có. Cây dừa sẽ thấy trồng bằng cái trái biết lâu nó lên cái thân cây. Cái dừa mà trồng có trái thì nghĩ 5-7 năm á. Là ít đó. Đó, lúc trước cái nhà mình còn ở dưới mé sông á. Là trên từ mấy xong mà đi dài lên trên cái nhà của mình á, lúc chưa mà chưa sang cho cái chỗ vật liệu xây dựng á nha, là nguyên một cái hàng dừa luôn đó, có dừa lửa, dừa uống nước đủ thứ dừa hết, có chứ. Tại dừa Việt Nam giờ bán cũng không mắc lắm, vì không ai trồng. Bởi giờ dừa người ta đi bán để trong xe tải không sao, trong xe bán tải mà nguyên cái thùng hay sao á, người mở cái loa lên bán, mát lắm không sao. Về Việt Nam cũng uống nước dừa nhiều lắm, mà ngộ lắm, mình bên đây bình thường không, Việt Nam nóng thì cũng đâu nóng bằng mình bên đây đâu sao. Mà em với cha đành là chảy máu mũi hết trơn luôn á. Mấy ngày đầu á, cha đành nó nhiều hơn em. Chảy máu mũi uống nước dừa cho nó mát. Nó nóng nóng cho Việt Nam đâu có nóng bằng mình bên đây đâu sợ. Tới lúc bên đây mình nóng mà nóng khô mà nóng dữ lắm luôn. Ở đây nóng em ra ngoài được mấy lần. Em đi làm mấy ngày nó mới lạnh không. Rồi cả nhà ơi, no rồi, hết nổi rồi. Hồi cháo này thấy không, hồi nãy nấu là tính có 2 tô thôi. Mà trong đây chắc Phương Thiên nghĩ chắc còn khoảng có 1 tô rưỡi nữa nó mới hết các bạn. Nấu ít mà sao ra nhiều vậy ta? Nói gì em ăn đi. Để đó đi. Sao trước khi về. Để mai sáng hâm lại đi. Ăn chán ăn cái rồi thả thả đi về. Bây giờ mình lấy cái nắp mình đậy lại đi chứ không hư đâu. Thời tiết lạnh chứ không hư đâu sao ha. Rồi, bây giờ đi đến găng, sau đó đi ngủ. Chuyến này ngủ thiệt nha cả nhà. 1 giờ, không nói giỡn, 1 giờ. Đồng hồ 1 giờ rồi đó. Bây giờ sẽ đi đến găng rồi đi ngủ nha. Ừ, sao cái cà phê đá hết rồi hả? Hồi sáng mai thức em pha cà phê nóng cũng được. Chai bể hết chai. Ừ, cái lúc mà mình chạy lắc không sao bể á. Bên nó sáng đèn không sao? Bên đó đó. Chăng nó xuống á. Ồ, em tưởng nó ta mở đèn chứ. Rồi, thôi cả nhà ơi dọn dẹp tí xíu bây giờ Phương Thí sẽ đi ngủ nha. Chứ này là ngủ thiệt rồi đó, đánh răng xong là đi ngủ thiệt nha cả nhà. Bây giờ Phương Thí chúc cả nhà mình sẽ có một đêm ăn giấc, ngủ thiệt ngon. Rồi sáng mai Phương Thí quay lại, mình sẽ hâm cháo ăn. Nếu mà có thời gian, còn không có thời gian chắc cho qua luôn. Sau đó mà phải quậy cà phê, Phương Thí là một người rất là
ghiền cà phê buổi sáng, cho nên là sáng mai sẽ quậy ly cà phê uống ngắm cảnh bình minh, sau đó dọn đồ rồi lên đường về. Trên đường về ngày mai á, thì Phương Thí sẽ quay cho cả nhà mình xem cái đoạn đường mà từ ở dưới núi này nè, mình chạy lên trên nó dữ lắm các bạn, nhìn sợ lắm. Phương Thí đi hôm nay chắc mình đi cho biết cái chỗ này thôi các bạn, nhưng mà lần sau xuống cái đường dốc như vậy Phương Thí không đi nữa đâu, rất là nguy hiểm. Nhưng mà tại vì do hồi sáng á, là mình đi á, là cái video trước đó mình đi xuống đây là do cái đường mình chạy xuống rồi các bạn, dòng đầu xe là mình phải xuống tới dưới đây nè mình mới dòng đầu xe lại được, tại cái đường nó rất là hẹp với lại nó rất là cao nữa, rất là nguy hiểm khi mà mình dòng cái đầu xe lại. Cho nên là cả nhà mình chờ nha, sáng mai Phương Thí trên đường về sẽ quay cho cả nhà mình xem, hứa luôn á. Rồi bây giờ chào cả nhà mình, Phương Thí đi ngủ nha. Chào buổi sáng cả nhà. Trời sáng rồi cả nhà ơi. Đây là ánh bình minh đầu tiên, những ánh sáng đầu tiên. Rất là đẹp luôn. Thì sáng nay mặt trời, mặt hồ á các bạn cũng yên ả lắm. Hồi nãy Phương Thi ngủ nghe có tàu chạy rồi đó các bạn. Cái hồ này á thì người ta đi hồ đi tàu ở đây cũng nhiều á, cho nên mới sáng sớm là Phương Thi nghe tiếng tàu chạy à. Nói chung là chuyến này mình ngủ hơi nướng các bạn, cho nên là mặt trời lên tới đây em không thấy mới tỉnh này, mới thức nè. Anh xã mình nãy lúc còn thức á, lúc mình thức á thì thấy là anh còn ngựa ngoẹo chưa có chịu thức các bạn ơi. Anh bình minh lên đẹp quá trời cả nhà ha. Rồi, bình minh lên rồi. Có ai dậy chưa? Làm ly cà phê sáng với Phương Thí nha. Bây giờ mình sẽ đặt máy quay xuống. Mình bắt nước lên để bắt đầu mình pha cà phê, uống miếng cà phê. Rồi sau đó Phương Thí với anh xã mình chắc có thể sẽ dọn cái liều các bạn ơi. Đặng về hơi sớm tí xíu, bên anh xã mình có hẹn làm găng á, cho nên sẽ về hơi sớm xíu. Rồi, sáng rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ mình sẽ quậy cà phê sáng nha. Phương Thí có đem cà phê pha sẵn á các bạn. Phương Thí đem qua đây nè. Anh uống một bịch hay hai bịch? Một bịch thôi hả? Mình á thì mình thích uống cái cà phê đá các bạn, nhưng mà hết rồi. Ngày qua mua đủ là để đủ đó, nhưng mà tại vì Phương Thí ngày qua lúc mà lái xe lên xuống thôi các bạn, rồi nó dằn, cho nên nó là mình làm bể hết một chai rồi. Tại cái chai nó bằng sành á, cái chai nó bằng miễn, bằng thủy tinh, cho nên là nó bị bể hết một chai rồi. Cho nên thôi, uống cà phê nóng cũng được. Mình có chuẩn bị đường đây nữa nè các bạn. Cho vô tí xíu đường, thấy nước sôi rồi đó. Nước sôi quá sôi. Bây giờ mình sẽ quậy cà phê uống các bạn, uống cà phê sáng. Xong cái mình sẽ dọn liều. Đây là ly cà phê của bạn. Mình sẽ qua cái ghế phía bên kia, mình nằm, mình ngồi, mình uống cà phê ha các bạn. Gom cần câu hả? Anh xã mình gom cần câu rồi các bạn, có thể uống miếng cà phê, sau đó mình sẽ dọn liều. Hai chiếc tối đầu thì bốn mắt nhìn nhau. Sáng tạo ra đây sớm lắm sao? Em nghe chạy giống bữa nay chắc hồ ít hơn, ít người hơn nè. Đó. Cà phê nóng mà không sao? Nói về cắt cho. Cà phê nóng mà ông xã đòi ông hút.
hút vô một cái là tới ruột luôn. Dính cả vàng con thả đó luôn rồi hả? Bận lắm. Chắc hồi hôm giờ chắc cũng dính như đó lâu lắm rồi đó. Ok các bạn ơi, uống cà phê xong rồi. Bây giờ Phương Thúy sẽ bắt tay vô để mình dọn liều, dọn chạy, lấy đồ lên trên xe, đặng mình đi về nha các bạn. Rồi trên cái đường chạy lên á, cái đường nó rất là ghê luôn. Mình sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Còn bây giờ Phương Thúy sẽ bắt tay vô để bắt đầu dọn liều các bạn ơi. Vô việc. Mấy cái mà em sẽ ghi em sẽ để vô trong xe đi, em sẽ về em giặt lại cái em sao rồi em mới bỏ vô trong bọc em ship lại, cho nên là bây giờ em sẽ bỏ vô trong gần mấy cái mền á, bỏ hết trong xe đi, không cần ship lên lại ghim bơm lại bỏ trong xe, ship hay gọn gọn để trong xe gì đó hả, gấu rồi ghim hết đó vô xe được đó, phía trong á nha. Còn cái trăng nó thì lát để đồ ngoài sau, cái này nè mình phải để vô trong bọc giống như là các bạn, rồi về đó Phương Thúy phải rửa lại xịt rồi rửa sạch lại đằng đằng sau mình có đi cắm trại á, cho nó sạch các bạn. Cho nên mình cho vô trong cái bọc gác đen, sau đó mình mới cho lại vô trong cái bọc đựng á, cái vỏ đựng ở đây nè. Ok, cái này đây đây. Bây giờ sao ghim cái gì cái khu lờ cái gì đó, cái thùng đen nó lên trên xe được rồi đó. Thùng đen trước hả? À, cái thùng đen bỏ một bên. Hai thùng đen là bỏ hai cái góc luôn vậy. Một cái thùng đen à, đúng rồi. Cái này là gác nè, lát cơm gác để trong bọc để nhìn về. Bây giờ phải đeo bao tay đừng ship mấy cái này lại không thấy nó bị bị cắt tay. Rồi, bây giờ ông sẽ gài hai này lại nữa là xong. Rồi, mấy cái này thì gác rồi, em sẽ dịp mấy này em xe nhà để em đi dỡ mấy cái góc đó vô rồi em mới ship nó lại được. Nhỏ đi. Em dỡ mấy cái cây này ra, em sẽ nhỏ cái đó đi. Ừ, em đóng cúng cứng mà. Ây da, có cây dễ, có cây cứng. Rồi bây giờ em sẽ nhỏ mấy góc này nè, đây có 4 góc trong nhà nè, em sẽ nhỏ cái đó đi. Với 4 góc 4 này cái nó là xong. Rồi. Thì bây giờ ông sẽ ghim đầu câu ghế với mấy cái bạn lên đi. Rồi. Gom liều. Gom liều. Nằm cho nó xì hơi ra. Nằm cho nó xì hơi ra. Nó có cái thế. Sao bẻ gì cái nó vô lên luôn nè. Thấy chưa? Thấy không?
Đó, từ 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 từ. Đó. Ok chưa? Đây đây, nằm lên cái. Cho nó xuống rồi. Cho nó xuống rồi. Nó mà cái cọng dây đâu rồi? Ý, bậy mới bung vô. Không phải. Đây. Mấy cọng dây này bỏ vô chính giữa đi, sao nằm đây vậy? Nhét này vô đây đúng không ạ? À. Luồn cọng dây này vô, luồn cọng dây này vô giữa này. À hả? Đúng rồi. Sát vô. Có cái đầu rút rút lại. Phải có một cái đầu rồi nó rút lại chứ. Thì nó xếp lại. Nên nằm cái cho xẹp xuống cái. Xác còn lấy dây bỏ trên giữa vớt dây rồi. Rồi, cái bọc đâu? Trời ơi. Nhẹ nhàng. Ôi xin lỗi. Ok. Zip lại. Zip miếng này bỏ vô trong này luôn. Không. Nên vậy không ta? Ừ, khi còn câu kiếm. Từ từ. Mọi chuyện cứ từ từ để chế lo. Để gì để cho mình chế làm luôn tới 3 sáng luôn. Sáng rồi nè. Không có chế là sao lú lú cũng vậy nè vậy. Không có chế là không làm ăn gì được hết á. Hoàng từ từ nhét này vô. Rồi cả nhà ơi, dọn dẹp sạch sẽ xong hết rồi. Bây giờ Phương Thí và anh xã mình sẽ lái lên trên đồi nha. Trên đường lái lên trên đồi Phương Thí sẽ quay cho cả nhà mình xem. Ok. Rồi, tạm biệt chỗ cắm trại lý tưởng. Rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Mình đã dọn sạch hết cho người ta rồi các bạn. Rồi, lên xe, về nha. Rồi, bắt đầu lên đường nha cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy cái đường leo núi không? Ở chỗ này còn đỡ. Một chút xíu lên hơi cao cao á, nó sẽ còn dữ dội hơn nữa cả nhà ơi. Cho nên là chuẩn bị tâm lý nha. Ai mà yếu bóng vía, sợ độ cao đồ à, nhớ thắt dây an toàn thêm để xem video của Phương Thí nha cả nhà. Đường ở dưới không sao không? Hơn sáng ngày hôm qua mình đi đường này thì nó có lỗ băm bự lắm nè. Đây nè, chỗ này là có lỗ băm bự lắm luôn. Nãy em kêu đi xuống ở dưới này, nãy đường dưới mình cũng chạy ngược lên trên ngày qua mình dướng chỗ này nè, nhớ không? Sáng đường này cái mặt trời nó chói á, sao nó hơi khó thấy hơn là hơn là cái này bự chịu nó một cái băm luôn không? À, nguyên cái băm ngày qua mình xuống mình nghe một cái bùm một cái đó. Cái đường mặt trời nó chiếu chiếu á, các bạn nhìn nó hơi khó thấy. Qua được khúc đó không? Mệt ơi. Ủa cái đường đi múc lên kia được. Chậm, chậm. Ngày thôi, ngày qua mình lên đây, thôi mình lên đây đi. Múc kia họ chạy xuống. Ngày thôi, đường kia xuống đi kem á. Không thấy đường luôn. Không thấy đường luôn á, men. Không thấy. Rồi, trước phía thẳng không có đá không gì hết. Ok luôn, ok luôn. Ok không? Ok luôn. Ok luôn, tới luôn anh ơi. Nóng muốn chết luôn, sao nhìn lại thấy mở hai ha. Ủa có người cái đường này dùng xuống dưới kia kem mình dưới kia rồi chứ. Dưới góc dưới kia. Có lỗ hang rồi. Không, nhưng mà cái núi này hơi cao nha.
chút thì sẽ đứng lên luôn nha. Tháo xích bèo sẽ đứng lên mà ra coi luôn á. Lỗ đá anh không thấy. Anh đưa lỗ lái mà không có đứng được. Đứng lên sẽ coi. Nó mờ căm mà em cũng có thấy cái gì đâu. Em muốn nguy trang anh vậy đó. Ôi dạ, cái kia này nếu mà xuống vậy em đi bộ đi sao? Em xuống thì bộ đi cho nó chắc làm sao. Em không có thấy luôn á. Đưa cái điện thoại cho em. Rồi em để cái điện thoại em đi đưa điện thoại em bỏ túi quần. Đừng lát đường lên có sống. Rồi em đi bộ em chỉ tới đâu em chỉ anh tới đó em sao. Mình sẽ lên trên đây mình đi bộ đặng cho anh xã mình á. Thấy đường lên các bạn ơi. Quá mình. Rồi thẳng lên luôn. Không không có lỗ, không có lỗ đi thẳng luôn. Có cái lỗ đây nè, xuống chút xíu. Có cái lỗ nhỏ, không sao mà lên đại được. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Rồi, hướng này. Gắn buồn lên cái nữa. Ê, tuột dốc, cái chỗ đó nó có lỗ bự lắm. Bẻ lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên luôn. Ok, rồi lên tới luôn. Rồi tới đó từ từ thắng chờ em, chờ em, chờ em. Chờ em, chỗ đó cục đá bự lắm. Tới luôn, tới luôn. Các bạn thấy cái con đường Phương Thí đi lên này. Một con dốc rất là dốc luôn. Con dốc rất là dốc luôn. Anh xã mình mới chạy đây các bạn nhìn xuống giống như thâm thẳm vậy đó các bạn. Ngang qua mình xuống dưới kia. Trời. Anh chạy bỏ em lội lên sao nổi. Ok đi đi. Lội anh tới chảnh em đẻ thêm đứa nữa luôn á men. Đi đây. Các bạn thấy cái con đèo này không? Bởi vì Phương Thí nói á, lần sau mình đi á là không bao giờ Phương Thí dám đi luôn á các bạn. Thấy ghê chưa? Nó còn một khúc nữa. Nó còn một khúc nữa cả nhà. Chỉ anh xã mình lên. Tại vì cái khúc này là cao nhất luôn. Với lại nó dốc nhất luôn. Cho nên là Phương Thí đợi anh xã mình lên. Lên xong khúc này á, thì mình sẽ lên trên xe nha các bạn. Lên trên xe bắt đầu cùng anh xã mình lấy ra cái hồ để Phương Thí thở cái mình tính chào khán giả. Nhưng mà để Phương Thí thở cái các bạn ơi, một cái con dốc rất là cao luôn cho nên là cái đường này á đi á là cho biết thôi các bạn, tại vì ngày qua mình vô đây rồi mình không có vòng đầu lại được á, cho nên là bắt buộc Phương Thí với anh xã mình xuống dưới luôn. Cho nên nó là đường lên rất là khó, lần sau Phương Thí sẽ không bao giờ dám đi đâu các bạn. Cái đường này trời nắng còn đỏ nha, trời mưa đó thì sình đâu á các bạn, cát đâu á. Sình cát rồi các bạn, mấy cái đường này á chạy nó trơn nó dễ lăn xuống dưới núi lắm luôn, cho nên rất là nguy hiểm luôn các bạn. Rồi cái video cắm trại ngày hôm nay chia làm hai video, video ngày qua với video hôm nay, thì đến đây Phương Thí sẽ xin tổng vào nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ kênh của mình. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày vui vẻ nè, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Còn bây giờ á thì cho Phương Thí xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở cái video kế tiếp nha. Bye bye. Em nói mà em thở không kịp luôn mà còn gặp anh á. Đi lên từ từ. Anh chạy kêu đó chắc em đẻ thêm thằng chai đành nữa quá. Vừa quá khúc đó thì anh để lên xe đi. Lội lên tới đây mà em lội không nổi luôn á men. Đây các bạn cái đường nè. Các bạn thấy là mấy cái đường này là do là gồ ghề đó các bạn xe chạy á. Rồi mấy cái đường nước sơn á các bạn nó cạ với cái lường rồi đó. Thấy luôn á. Thấy luôn á. Thấy luôn cái đường cạ các bạn phía đây cũng vậy nữa nè. Mai mà cái xe của mình nè, các bạn thấy mấy cái đường này là đường xe cạ xuống hả các bạn, cái lường xe á. Cái con dốc nó gắt chi là hung hút luôn á. Nhưng mà đổi lại cái là cái hồ xuống đây cắm trại mà cái bãi đó rất là ngon. Nhưng mà lần sau nếu mà có đi á. Còn nữa không ta? Còn. Lần sau mà có đi nữa đó thì Phương Thí sẽ
lấy tàu các bạn ơi, mình lấy tàu mình chạy từ cái bến tuốt ở ngoài phía bên đó đó, mình chạy vô trong đây, cắm trại ngay cái bãi này đi các bạn ơi, cho nó an toàn. Chứ lái xe thì nguy hiểm quá các bạn ơi, rất là nguy hiểm luôn. Rồi bây giờ chào cả nhà mình nha, cảm ơn đã đi cắm trại chung với hai vợ chồng Phương Thí. đây là cái đường xe cạ này các bạn ơi. Rồi cả nhà ơi, Phan hay tắt máy nha, để cảnh đẹp của Phương Thí quay một vài chỗ cho cả nhà mình xem. Ở đây là hai vợ chồng Phương Thí đang chạy trên đường về á các bạn. Rồi thấy cái cảnh chỗ này đẹp quá cho nên mình ghé lại, Phương Thí quay cho cả nhà mình xem cái khung cảnh của cái hồ Na Phò Đem, Na Phò Lét ở đây nha các bạn. Cái nhà mà trắng trắng phía đó, cả nhà mình thấy trước mắt mình phía bên đó đó, cái đó là cái chỗ Marina, hay còn gọi là cái chỗ mà xuống tàu rồi các bạn. Bên đó đó thì nó có nhà hàng, nó có chỗ cho mình mướn tàu, xuống tàu cũng bên đó luôn. Cho nên là thấy cảnh đẹp của Phương Thí đứng lại quay. Tại vì ngày qua trên đường mình chạy đi chỗ kiếm cái chỗ cắm trại đó là thấy rồi, nhưng mà do kiếm đường đó, với lại cũng mệt nữa, cứ nhìn đường lo chạy không mà thấy mấy cảnh đẹp không có quay. Cho nên bây giờ video cuối Phương Thí sẽ ghép cái khúc này vô trong cái khúc cuối cho cả nhà mình xem nha. Rồi cả nhà ơi, đây là một cái cảnh khác, cũng là trên đường Phương Thí với anh xã mình lái về luôn, thấy cảnh đẹp quá cho nên Phương Thí đứng lại quay thêm một góc nhỏ nữa rồi mình sẽ chia tay cả nhà nha. Đây là toàn cảnh của cái Na Phò Đem hay là cái Na Phò Lét các bạn. Cái đem á là cái đập á, cái đập thì nó sẽ nằm phía bên hướng bên đó đó cả nhà mình thấy không. Rồi phía sau cái đập á thì nó có một cái dòng sông, người ta xả nước cho các bạn, khi mà nước nhiều quá đó thì người ta sẽ xả nước cho cái dòng sông phía bên đó đó. Còn cái chỗ mà mấy cái nhà trắng trắng bên đó nãy Phương Thí nói đó là cái bãi xuống tàu ở cái Na Phò Đem này nè, hay là cái Na Phò Lét này các bạn. Cái hồ này thì lớn lắm luôn á các bạn. Nếu mà mình chạy tàu ha, mình chạy giáp cái hồ luôn á, khoảng cả 50-60 cây số các bạn. Cho nên nó rất là lớn luôn. Nó có ba nhánh, một cái nhánh phía bên đó đó tên là Pine Canyon. Cái nhánh chính giữa đó là San Juan Canyon. Rồi cái nhánh cuối này nè tên là Princess Canyon. Trong cái nhánh chính giữa là cái nhánh lớn nhất. Cái nhánh đó thì chạy vô sâu đó, thì nó sẽ chia hai nhánh. Một nhánh thì sẽ theo cái hướng Colorado. Mình chạy bên kia thì cũng có một cái bãi xuống tàu theo cái của cái tiểu bang Colorado các bạn. Còn cái nhánh chính giữa mà mình chạy thẳng vô tuốt trong luôn á, là gần gần với cái chỗ mà Phương Thí với xã mình cắm trại hôm hôm á. Cho nên là đi thường xuyên, Phương Thí biết á, cho nên mình nói rồi mình chia sẻ cả nhà mình luôn. Còn ngay cái góc này nè, cô chú anh chị các bạn nhớ mỗi năm vào khoảng tháng 10, tháng 11, tháng 12 á, anh xã mình ưa đi giật salmon snack, nghĩa là đi giật cá hồi á các bạn. Thì cá đó, tới cả khoảng cái tháng mà 10, 11, 12 á, thì những cái con cá hồi á, nó sẽ tập trung vào ngay cái góc đó đó, cái góc núi cho đó đó. Nó đập mình vô trong đá, đặng nó sanh sản, sanh đẻ. Cho nên là mình đi câu cá chỗ đó đó, tại vì mấy con cá đó đó các bạn sanh xong á, thì nó cũng chết rồi. Mình không câu nó cũng chết rồi, cho nên là người ta tập trung ở đó rất là đông luôn. Rồi quay giống như thế này cho cả nhà mình thấy nè. Phương Thí đứng trên rất là cao cho nên là không có cần xài flycam. Chứ lại Phương Thí cũng không có flycam để xài nữa. Cho nên đó là đứng ở trên đây quay cho cả nhà mình xem toàn cảnh bây giờ rất là đẹp luôn. Có cô chú anh chị các bạn nào sợ độ cao thì nhớ xem video của Phương Thí, nhớ đeo dây an toàn vô nha. Thắt dây xích beo vô an toàn vô. Để không thôi sợ độ cao rồi sợ té rồi đỡ thừa em không có biết gì đâu nha. Dẫn chơi cả nhà mình á. Hướng mặt trời mọc thì bây giờ nó lên cũng gần tới đỉnh thôi các bạn. Bây giờ bên Phương Thí là 8 giờ sáng ha. Cảnh hồ buổi sáng rất là yên bình luôn. Phương Thí có thấy á, có rất là nhiều tàu người ta xuống đây, người ta câu cá đó các bạn, đậu giữa hồ rồi đó, rất là nhiều luôn. Rồi thôi cả nhà ơi, thì quay sơ cho cả nhà mình xem cho biết cái hồ Na Phò Đem như thế này. Bây giờ Phương Thí sẽ thật sự là chia tay cả nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều vì đã chờ đến giây phút cuối cùng này để xem hết cái video của Phương Thí. Cảm ơn rất rất là nhiều luôn, rất là biết ơn cả nhà mình. Bây giờ Phương Thí sẽ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở cái video kế tiếp nha. Bye bye.